Tiếp tục với ngày 23 tháng 3 2019, chào đón quý vị với một số mã loa mới về, toàn dòng loa khủng luôn đấy các bác xem. Toàn loa khủng, em sẽ khui hàng dần dần cho các bác. Ngoài khủng ra lại còn độc đấy, ví dụ như đôi JBL này chắc là không đụng hàng mới đâu, ít có đôi này lắm các bạn. Đấy, đôi loa JBL ngoài cùng này, nhìn mới đầu em cứ tưởng nó là bốt. Đấy, các bác nhìn xem, rất là khủng, rất là đẹp. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ của em trong thời gian qua. Cũng 2 3 ngày vừa rồi là em có công việc nên cũng không nghe được thường xuyên điện của quý vị, mong quý vị thông cảm. Hôm nay lại tiếp tục phục vụ quý vị đây. Vừa qua em có giới thiệu đến quý vị một clip. Trước trước cái clip này em đã giới thiệu đến quý vị một clip rồi. Clip đấy đã giới thiệu về 2 đôi loa này rồi, 2 đôi loa khủng rồi. Để tiếp theo em sẽ sang đến 2 đôi xẻng Vin Vega. Đấy, 2 đôi loa, đôi KLH và đôi loa này em đã có clip giới thiệu quý vị rồi. Tiếp tục sang đến đôi loa sạc Vin Vega. Đây, trước mặt quý vị đây, trước mắt nói thế này không ạ, trước mắt quý vị là đôi 2 đôi loa sạc Vin Vega. Em giới thiệu lần lượt từng đôi một. Trước hết đây là đôi loa sạc Vin Vega RE series RE 20. Dòng sạc Vin Vega này là những đôi loa xuất xứ từ nước Mỹ rồi, chắc chắn rồi. Em này là bass 20. Em bass 20. Những đôi loa sạc Vin Vega to hay nhỏ hay tầm nào, chỉ cần nói đến là quý vị đã biết. Những đôi loa này đã được người chơi âm thanh nước Việt ta rất là hâm mộ, rất là ưa chuộng chứ không hâm mộ. Rất là ưa chuộng. Đây là em này là thiết kế với Highway, một bass 20 khung ngang đúc. Đấy, các bạn nhìn chưa? Và em báo giá luôn. Giá của em nó là 6 triệu rưỡi. Giá của em nó là 6 triệu rưỡi quý vị ạ, 6 triệu rưỡi. Sau đây em sẽ đo kích thước cho quý vị nhé. Em đo kích thước luôn cho quý vị này. Em nó có ê căng đầy đủ nhé. Hai em này có ê căng đầy đủ. Đây, ê căng của em nó đây quý vị này. Đấy, em giới thiệu luôn, em đang giới thiệu đôi này, em giới thiệu đôi ê căng của nó đẹp, phải nói là như mới luôn. Nhá, không một câu nào nói nữa, không nói câu gì nữa nhé. Chưa? Đẹp như mới luôn. Sau đây em sẽ đo đến cái kích thước cho quý vị. Nhiều bác thì báo là bảo đo kích thước trước nhưng mà thôi, cứ quay vừa nói vừa đo kích thước một chút cho nó như động. Sau đây mà các bác này. Cái chiều ngang nhá. Em đo đi sạc Vin Vega luôn cho quý vị. Và các bác này, đây, chiều ngang của loa này, chiều ngang là 27,8 phân, chiều sâu cả ê căng là 28,5, chiều sâu cả ê căng 28,5, chiều cao của loa, 51 phân, chiều cao của em nó là 51 phân. Đấy, 51 phân. Được chưa? Chiều cao của em nó là 51 phân. Giá của đôi loa Tree 20 này, giá của loa này là 6 triệu rưỡi. Thùng vách phía sau quá là đẹp, phía sau có một lỗ thông hơi quý vị ạ. Phía sau em nói có một lỗ thông hơi nữa, được chưa? Phía sau của em nó là có một lỗ thông hơi. Tiếp tục sang đến đôi bên cạnh. Đây, đây cũng là hãng sạc Vin Vega. Em này cũng một bát 20, một tép còi, một bát 20, một tép còi, tép còi đầu đạn, tép còi, vỏ gỗ, ê căng cũng có đầy đủ luôn. Ê căng đầy đủ luôn đây, ê căng của em nó đây đầy đủ luôn, đẹp như mới luôn. Ê căng đầy đủ đấy, các bác nhìn kỹ hộ em nhé. Đây, phía trên phía dưới này, các bác nhìn kỹ hộ em nhé. Đây là cái tem em dán thôi, tem của em thôi, dán chứ không không phải là gì cả. Đấy, dưới
Và dưới đẹp, quý vị đợi em quay lưng nó đằng sau hoặc ra trước cho quý vị nhìn cho nó kỹ. Rất là nặng, mẹ con loa nhỏ này mà nặng thật. Đấy, phía sau đây thùng vách đẹp keng luôn, được chưa? Giá của đôi loa, giá của đôi loa sạc Vin Vega này, con này là bát 20 này, bát 20 gân mút, tép còi. Giá của cái đôi này là 6 triệu 9 nhé, 6 triệu 9, em đã báo rồi, giá 6 triệu 9, cả e căng đầy đủ. Đấy, đấy là vừa giới thiệu đến quý vị hết hai đôi sạc Vin Vega. Tiếp tục sang đến đôi loa khủng long. Đây là đôi loa Kenwood, phải nói rằng là cách tuần trước em có giới thiệu đến quý vị một đôi loa Kenwood, đó là con đấy là LSP 9000, con này 9000, con này còn 6 tép cơ. Các bác nhìn xem, con này thiết kế với 6 tép, một chung, hai bát. Đấy. Đây. Model của em nó đây. Đây là con loa Kenwood LSP 9000. Đấy, LSP 9000, thiết kế với 6 loa tép, một loa chung. Đây là bát 25 và bát dưới cùng này là bát 40. Chưa? Bát dưới cùng là bát 40. Bát 40. Vỏ vân gỗ. Rất là đẹp. Và em báo giá luôn, giá của em nó là 19 triệu 900. Đây, em ghi đây, 19 triệu 900, 19 triệu 900 ạ. Và e căng của em nó đây, tất cả e căng của em nó có đầy đủ hết đằng sau, có đầy đủ e căng hết các bác nhé. Em phải nói luôn chứ không, nếu lúc các bác không có e căng không báo. Sau đây em đo kích thước luôn cho quý vị cho nó nhanh. Chiều ngang, chiều ngang của loa này, chiều ngang của loa là 44 phân. Chiều cao của loa là 1m09. Chiều cao 1m09. Chiều sâu của loa tính cả e căng là 34 phân. Chiều sâu cả e căng là 34 phân. Yeah. Chiều sâu cả e căng là 34 phân. Giá của đôi loa Kenwood LSP 9000 này là 19 triệu 900. 19 triệu 900. Đấy, 19 triệu 900. Sau đây em sẽ tiếp tục sang đến một đôi tiếp theo là 19 triệu 900. Mời quý vị đến với nước Anh. Chuẩn bị giới thiệu đến quý vị đây là đôi loa đến từ nước Anh, được chưa? Nào, hàng made in England luôn, đây, made in England luôn đây quý vị. Đôi này là bát 30, thiết kế bát 30, màng giấy, màng giấy gân cao su, gân lõm nhá. Đấy, để em mời quý vị đây. Em đây quý vị nhìn nhá. Em quay phía trước của hai con mặt trước nó như này rồi. Chưa? Em sẽ quay một con lưng lại để cho quý vị nhìn phía sau, mặt sau. Và cái đặc biệt là đây. E căng của nó là rất là đẹp. Con này là Wattfinder. Wattfinder nhá. Wattfinder. Hàng loa Anh luôn. Wattfinder. Không nữa. Mất phê rồi. Đấy. Được chưa? 500 hút, thả cái nó hút luôn. Đấy, em sẽ quay một con này từ phía trước đi. Giá của em này là 12 triệu 800. Giá của đôi loa này 12 triệu 800. Em sẽ quay đằng sau đằng trước cho các bác. Ui dồi, báo cáo các bác là nó nặng lắm nhé. Nó rất là nặng. Chứ không nhẹ một chút nào. Nè. Em nó rất là nặng chứ không nhẹ một hề, nhẹ một chút nào đâu. Quý vị từ từ đợi em đã. Không thể nhanh được đâu. Đấy. Đây. Đây, quý vị nhìn xem em quay lưng một con phía sau ra. Giá em đã báo đây rồi, 12 triệu 800 nhé. Với những đôi loa Anh như thế này thì ít có những đôi nào loa đẹp và chất nặng này lắm. Đấy. Em mua báo cáo quý vị là quý vị bảo ông này ông bán hàng nào ông nói đẹp à? Báo cáo quý vị là em mua, em chọn đấy, hàng em chọn đấy thì em nói đẹp, chứ còn mua theo lô thì không có đi chuyện nói đẹp được đâu. Đây là con Wattfinder nha, Wattfinder. Model là VK60E. VK60E, được chưa? Những đôi loa Anh không biết nói nào cả. Có thời gian em khui hàng cho quý vị xem, những con này khủng lắm, cấu hình nó khủng lắm.
Bác nào thích gọi em gửi cái ảnh riêng cho. Con này không phải nói được, cấu hình nó khủng lắm. Đây, thiết kế với lại một bát 30 màng giấy gân cao su lõm, chung giấy, được chưa? Chung giấy gân vải thẩm dầu mềm nhũn nhá. À, ngoài ra tép của em nó này, tép mắt tím luôn nhá. Tép mắt tím đẹp lung linh. Made in England luôn, đẹp lung linh. Đấy. À, giá của đôi loa này đây, em chuyển nốt e căng vào cho nó đẹp cho quý vị nhìn. E căng của em nó đây. E căng của em nó làm theo kiểu hút nam châm, rất đẹp. Đấy. Wickfarden. Với giá 12.800.000 thì không còn gì để bàn. Giá này là mức giá quá hợp lý rồi. 12.800.000. À, bác nào có nhu cầu thì alo đến Tuấn Âm Thanh Phú Thọ với số điện thoại là 0911 169 961. Em giao chuyển hàng toàn quốc. Cảm ơn quý vị.